5 tuổi thì con tham gia cái game show. Thì cái game show đó là Hứa Minh Đạt với Lâm Vĩ Dạ là huấn luyện viên. Sau cái game show đó tự nhiên cảm thấy là hai gia đình hợp với nhau chơi dễ thương á, với lại tự nhiên cái Đạt á rất là cảm thấy là có thiện cảm với cả Hân, cái nhận cả Hân làm con nuôi. Đó, nên sau cái game đó là năm sau nữa mình mới chơi một cái game khác nữa là cha hai cha con chơi chung đó. Dạ. Vậy có nào mà con Quang gặp anh Xá Xị bánh mì được không? Dạ có. Vậy hả? Rồi con có thường qua nhà ba Hứa Minh Đạt không? À vậy bây giờ chú Lâm điện cho ba Hứa Minh Đạt thử coi, hỏi ba Hứa Minh Đạt coi ba Hứa Minh Đạt có thương con không, rồi có cái gì mà phiền lòng không, được không, dám không? Ok ok luôn rồi này. Chờ ba Đạt đang làm gì ta? Alo. Ủa em chào anh Hứa Minh Đạt, anh khỏe không vậy? Anh khỏe. Ồ ai vậy, xíu bánh mì hay xíu mại vậy? Giọng bánh mì. Bánh mì hả? Trời anh Hướng Đạt, anh nghe mà giọng coi anh biết bà con thân thiết gì không? Nãy giờ có một bé nó nhận là hả con của anh mà không biết phải không, rồi cái em điện lại em xác minh nha, hai cha con nói chuyện thử cái coi. Rồi. Alo ba Đạt. Ba Đạt đang làm gì vậy? Ủa giờ ba đang làm gì vậy? Ba đang ở nhà với lại bánh mì cho chị. Con đang làm cái gì đó cả hơn? Ba có nhậu không? Ba có nhậu không? Trời ơi, cái này lên sóng mà nhậu không? Đó. Con chào quý vị khán giả. Con tên là Misa Khả Hơn. Dạ, biệt danh của con là Nữ Hoàng Ứng Xử. Trời ơi, tại sao vậy? Tại sao là Nữ Hoàng Ứng Xử vậy nè? Dạ, con được biệt danh là Nữ Hoàng Ứng Xử bởi vì con nói cái gì con cũng trả lời được. Dạ, xin mời mẹ ngồi nè. Bây giờ bé giới thiệu đến 3 tiếng đồng hồ, chị ngồi đi. Con ơi, ngoài khả năng ứng xử thì mình có khả năng gì nữa nè? Dạ, con có khả năng là múa bụng nè, đóng kịch nè. Bây giờ nè, múa bụng cho mẹ hú hồn luôn nha. Đứng dậy, múa bụng cái nè. Đó, 1, 2, 3, điệu nhảy múa bụng bắt đầu. Đó, thấy chưa, không có nhạc mà ta cạp nó. Được rồi, đó đứng dậy thấy chưa mẹ, thấy rồi, bộ mặc đồ mà lên nhạc lên mà ren đồ tua đồ cái bà múa 3 tiếng đồng hồ mà mai là nhạc chỉ có chinh 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 thôi đó mà hết sức là nhiệt tình. Dạ con có một tài năng đó chính là hát cải lương nữa. Wow, hát thử một câu nè bé nè. Là con cháu rồng tiên gươm tiên dư nước, cho sông núi ngàn xưa nguyên vẹn cả sơn. Hay ghê. Cái sơn nó hơi đứt nha con nha, lấy hơi không tới nha, mốt lấy kỹ kỹ một xíu cái sơn. Nó hơi đứt một xíu ha. Dạ. Nhưng mà cũng được, thấy không, gì làm cũng được, chơi trò con lớp mấy anh gái? Con 7 tuổi rưỡi. Là nói chung là đang học lớp 2 đó. Bây giờ mẹ giới thiệu tên của mẹ nè, rồi sơ sơ về công việc của mẹ đi. Nãy giờ nó vô nó làm có cái mình quên luôn, quên luôn cả mẹ luôn á. Dạ, chào chị Thủy, chào Lâm, chào mọi người. Mình tên là Thanh Trúc, mình là mẹ của bé Khả Hân. Công việc của mình thì trước đây mình làm nhân viên văn phòng, nhưng mà sau này ở nhà chăm bé nên chỉ bán hàng online thôi. Dạ. Rồi ở nhà sao chị, cái lúc mà có thai á là có ngán cái gì không? Lúc mà có thai thì mẹ không có bị ngán, nhưng mà chỉ bị thay đổi thức ăn khẩu vị thôi. Là bạn ở trong bụng bạn order cái gì thì mẹ phải ăn món đó, mà có những cái món mà mẹ chưa từng ăn bao giờ thì khi mà mang thai mới bắt đầu ăn. Thèm, ví dụ như pizza nè, bún bò nè, bánh ướt. Còn hồi xưa là chưa bao giờ ăn mấy món đó luôn, không có ăn. Rồi bây giờ mình xin lỗi hỏi, nó ra rồi nó có thích ăn pizza, ăn bánh ướt là coi như pizza bánh ướt với bún bò là bây giờ là món của bạn. Là lúc đó ăn nhiều lắm hả chị? Tự nhiên hồi đó do mẹ không có thích ăn mấy món đó, tự nhiên cái cấn bầu cái tự nhiên thèm mấy món đó. Rồi xong tới bây giờ sanh bé ra vẫn ăn mấy món đó luôn, là cái khẩu vị nó bị thay đổi theo luôn. Thì lúc đó mẹ lên cân tới 22 kg luôn. Tại vì bạn suốt ngày bạn order đồ ăn. Là tổng cộng bao nhiêu ký? 70 kg. 70 kg là bằng con luôn rồi đó.
Ghê không? Trước khi có bé là có 48kg thôi. Nhưng mà xong rồi có bầu ăn quá, ăn rồi nên... Mập luôn. Nên 70kg luôn. Mà thèm ăn ngặt nghèo lắm, cứ 1-2 giờ khuya là thèm ăn mà. Cứ 1-2 giờ khuya là thèm ăn khoai lang á, mà khoai lang luộc á. Giờ đó ai luộc cho ăn? Thì bởi vậy cái khi ông xã đi mua xong cái ông xã nói là ở ngoài không có bán khoai lang luộc nên mua khoai lang nướng. Cuối cùng khoai lang nướng không có ăn, ăn khoai lang luộc. Khó ăn khó ở gì đó. Đó, khó ăn khó ở vậy thôi chứ không có bị hẳn gì hết á. Rồi sao lúc mà mang bầu bả được, cảm xúc của cha sao, ông bà sao, có mừng rỡ không chị? Tại vì mình là con đầu, ông xã cũng là con đầu nên lần đầu tiên có cháu có con á, cái nên nội ngoại ai cũng vui hết, ba cũng vui, ai cũng vui mừng hết á. Mà hai chồng thích trai gái? Ban đầu á thì ba thích con trai, tại vì ba mê đá banh thì ba thích con trai để đi theo ba chơi đá banh. Nhưng mà cuối cùng á, mẹ thì mẹ vẫn mê con gái, nhưng mà ông bà nội mà ngoại cũng thích con gái, chỉ mỗi mình ba thích con trai thôi. Rồi bây giờ còn ba thương con nhiều không? Dạ như mà có nào kể cái vụ mà con trai con gái ba thích con trai không? Có nào kể con nghe không? Không. Vậy lát về con nói ba nghe nha. Không nói ủa ba hồi xưa ba thích con trai mà bây giờ ba hương con nhớ không? Bán vốn liền. Rồi đi xin chỉ làm sao chị? Mổ hay là xin thường? Nói chung á là tại vì sức khỏe mẹ không tốt nên bác sĩ cũng chỉ định là khuyên mẹ nên xin mổ tính trước được cái ngày sinh, nên mẹ phải đi trước cái giờ ngày sinh để cho khỏi bị đau đẻ đó. Thì sáng hôm đó bà bầu tí ta tí tởn xách đồ đi tỉnh queo, đi xanh giống như là đi du lịch kỹ má cắm trại vậy đó. Đi vô xanh rồi xong mẹ thì mẹ sợ là bị lạc con rồi đó, nên tối đó mẹ có khâu cái vòng đồ đó cho ba, nói ba là khi nào lấy ra đến nhận con là đeo vô liền nha, để không lạc con em. Sáng hôm đó chỉ có hai người thôi, có mẹ với lại cô kia là sinh cùng giờ, là cách nhau trên lệch 5 phút thôi, là cả hai đều sinh mổ. Thì khi mà đưa hai bé ra là có hai bé gái đưa ra hai nơi, rồi người ta mới kêu người nhà vô nhận con. Mà cái con bé gái của cái chị kia á, giống mẹ y chang luôn. Giống mình lắm. Giống mình y chang luôn mà trắng tươi à, giống mình lắm. Xong cái kêu vô nhận con, cái xúm nhau ông bà nội, ông bà ngoại, rồi xong rồi ba đồ nhào vô chạy qua cái bé của con của chị kia. Ôi trời ơi, con giống chút y chang dễ thương quá. Ủa cuối cùng bỏ con ruột mình lăn lóc ở ngoài. Trời ơi. Mà đẻ ra coi không giống ai hả chị? Không giống. Trời ơi, cái mặt nó sao, mặt kể nghe coi. Lúc sinh ra là con nít mà mặt mảnh nhăn nheo lắm, đâu có giống đâu. Mà tự nhiên bé kia sau mà nó tròn, nó giống mình lắm. Mà cái vòng sao, cái vòng lúc đeo không đi hả? Chưa, có nghĩa là đưa cho ba giữ cái đó. Tại vì mẹ sinh mẹ đâu có đeo, ba giữ cái đó là khi nào vô nhận con là ba đeo cái đực vô liền. Trời ơi, mà ông vô, ông đựng xong có đeo vô chưa con ta. Chưa kịp đeo là bác sĩ đã xuất hiện. Bà y tá xuất hiện. Đúng thiệt luôn á. Ủa gia đình này của sản phụ nào, kêu là tên Thanh Trúc. Ủa Thanh Trúc bé này chứ không phải bé này. Trời cái xong đất ơi. Chị có lộn không chị? Bé này mới giống con nên vợ giống nghe cũng cực lì luôn á. Trời thiệt á. Ông xã kêu không đúng không á chị, tại vì con bé này nó mới giống mặt vợ tôi, còn bé này tôi thấy mặt không giống. Trời ơi. Mà rồi cuối cùng con giống ai? Cái bà không tin cái xong cái có mẹ có cô bác sĩ á. Cô bác sĩ mà đi theo đỡ sanh cho mẹ thì cô bác sĩ đó mới ra, cô bác sĩ nói là tôi là người đỡ đẻ, là bé này là tôi đỡ đẻ nè cho Trúc nè, là bé này chứ không phải bé này. Rồi xong cả nhà mới thức tỉnh là bé này, xong bà mới vô mà đeo luôn. Bài tá mà không xuất hiện kịp là bi kịch xảy ra rồi. Nhưng mà cuối cùng là con giống ai? Bây giờ lớn nó giống ai nè? Không giống mẹ rồi phải không? Giống ba phải không? Con mắt giống ai nè? Mắt giống ba. Giống ba đúng không? Lại mắt thí. Rồi giống mắt ba rồi. Sao mà tính tình và khuôn mặt cái gì cũng giống ba, kể cả tính tình cũng giống ba luôn. Rồi con nghe thấy là lộn con vậy con có buồn không? Hay con cười? Thì bây giờ là con đã được sinh ra, bây giờ con lớn như vậy, con nghe tới cái chuyện đó con đâu có buồn đâu. Con mắc cười. Con mắc cười đúng không? Rồi sinh ra rồi cho bú sữa mẹ hay là sữa bình chị? Mẹ sinh mổ nên không có sữa. Ủa nên con sao? Từ cho tới bây giờ luôn là con bú sữa bình, chưa có bú sữa mẹ được ngày nào hết. Nhưng mà có dễ, nó có dễ tiêu quá, nó có dễ nuôi có không? Có nghĩa là đó, mẹ như ban đầu mẹ nói đó là khi trong bụng thì rất dễ, là bắt đầu ra rồi bắt đầu mới quậy nè. Có nghĩa là bạn rất là khó, bạn bị trào ngược dạ dày á, là cứ bú sữa vô chứ là ọc, bú sữa vô là ọc, nên rất là cực. Nên khi mà sanh bé ra là mẹ bị trầm cảm sau sinh á. Trời ơi, cái lúc tâm lý chị sao chị? Tại vì mình đứa con đầu mà nó tự nhiên cái nó cứ bú vô ọc rồi khóc hoài rồi này kia đủ thứ hết, rồi mẹ thật ra thật ra cái trầm cảm sau sinh á là không phải là mình bị ảnh hưởng về sức khỏe của bé đâu, mà đó là nhìn nội tiết tố của mình. Dạ, có rồi. Những bạn rất là được yêu thương, con rất là đàng hoàng tử tế, không vấn đề gì hết, nhưng nó vẫn bị trầm cảm. Dạ, đúng rồi. Rồi cái thời gian đó là ai bên cạnh chị nhiều nhất? Ông xã chăm sóc đúng chị rồi. Sao có nghĩa là khoảng thời gian đó là ông xã xin nghỉ, trong thời gian mà mình sinh một tuần là ông xã xin nghỉ một tuần. Làm gì mà nghỉ được, muốn nghỉ hả? Dạ, làm nhà nước. Là xin nghỉ một tuần đó ở bên mà. Dạ, ở bên mẹ, ở bên vợ suốt một tuần, vợ con luôn, mà ông xã chăm bé rất là kỹ. Bao nhiêu ngày chị mới ra viện?
khoảng chừng 7 ngày. Dạ. 7 ngày là mình xuất viện, là bắt đầu cái ngày hôm mà xuất viện mình khóc quá trời khóc. Sao luôn, khóc tại bị trầm cảm khóc quá trời không khóc. Có lý do tự khóc hả? Tự nhiên khóc vậy đó, khóc quá trời khóc luôn. Tại vì mình chuẩn bị về nhà mẹ để ở một tháng đó, để ở cử đó, tự nhiên cảm giác như xa chồng vậy đó, cái tự nhiên cái khóc quá trời khóc như trầm cảm mà. Xong đưa về ở với mẹ, ở được mới có 2 tuần rồi con ọc sữa rồi đủ thứ này kia hết rồi, không có chồng bên cạnh, cái cảm thấy thiếu hụt ba, không có ba khó chịu lắm. Cái khoảng 2 tuần là về ở lại với ba. Nên là con thấy nghe mẹ kể về vấn đề là sanh con rồi con bị ọc sữa rồi mẹ bị trầm cảm vậy đó, mẹ khóc quá là thích. Con có muốn mẹ sanh em bé nữa không? Thôi nghỉ đi cô. Nghỉ đi cô mà. Tại sao nghỉ con? Tại sao nghỉ mẹ? Tại vì á, con thì không có sợ bị ra rề, nhưng mà con thấy sinh em bé nó cực quá. Mất công á, cái mẹ sinh cái mẹ ngủ trong đó, cái mất công mà ngủ ở nhà, không được ngủ với mẹ nữa. À, mất công. Vậy mà không sợ ra rề à? Mất công ngủ trong đó với em để con mình, vậy mà không sợ ra rề à? Cái này biết nói sớm không hả mẹ? Bạn chỉ là biết đi sớm thôi. Biết đi sớm lắm, mới khoảng 10 tháng mấy là đi rồi. Là hồi xưa là bỏ lật, bỏ trường rồi hết. Không có trường, không có lật gì hết, là chỗ bắt đầu biết ngồi trước. Rồi xong rồi khoảng chừng 10 tháng mấy là bắt đầu biết đi. Vẫn vậy đi. Đó là biết đi luôn. Là tới thôi nôi là chạy vòng trong nhà hàng rồi. Mà chưa nói gì hết. Là không nói, bạn chậm nói, bạn khoảng 2 tuổi mấy mới nói luôn. Chú Tranh nói, biết nói rồi xong rồi nói kinh hồn đúng không? Đó. Mà có nghịch ngợm ở nhà, có phá phách đồng chị hoài nói. Nói vậy mẹ nói hồi bạn ra bạn quậy lắm. Bạn quậy như con trai, bạn nghịch lắm. Thì có lần á, là năm đó bạn 3 tuổi, mẹ nhớ là bạn chạy xe từ trong nhà, chạy xe đạp mà xe đạp mình 4 bánh luôn, không thể nào ngã được hết. Nhưng mà giữa cái cửa nhà với lại cái ngoài sân nó có một cái bậc, là bạn rồi. Phóng từ ngoài đây, bạn phóng ra ngoài luôn và ngã xe gãy tay bó bột. Trời ơi. Bé đi thi xe đạp vượt địa hình đó mà chưa tập được gãy tay luôn hả? Xe 4 bánh đó. Bao nhiêu tuổi đi học nhà trẻ rồi? 2 tuổi là mẹ cho đi học rồi. Tại vì ở nhà nghịch quá, quậy quá nên mẹ chịu không nổi. Rồi đi học vậy bị bắn vốn không? chiều nào về cô cũng trời ơi bạn quậy quá. Mà người ta, con người ta đi học là khóc quá một tuần, một tháng thì bạn đi khóc 2 ngày thôi là không khóc nữa. Rồi đi học có đánh bạn rồi gì không? Không biết nữa con. Chỉ có điều là từ lúc mẫu giáo cho tới lớp 1 luôn là bạn có một cái nhóm hay lắm, vô lớp cái thời điểm nào cũng lập được một băng nhóm hết trơn. Có băng nhóm luôn hả? Nghĩa là dạng giống như ví dụ như là lúc học mẫu giáo đi thì trong lớp có 3 bạn, là 3 bạn đó là 3 bạn thông minh nhất lớp và 3 bạn nghịch nhất lớp luôn. Là đó là ví dụ như bài cái gì ra là bắt đầu quậy là 3 bạn quậy chung, rồi bị cô la là bị cô la chung. Nhưng mà là 3 bạn đó là 3 bạn chú đảng đó là con trai hay con gái? Dạ con gái hết luôn. 3 đứa con gái hết luôn. Dạ. Mà phái như con trai. Ủa chị, bây giờ dù cái tính cách của bé gì nó hơi năng động, là nó hơi giống con trai một xíu, bây giờ mình lao không? Mà có tính cái đường gì trước không? Có lo không? Thì lúc đó là bạn rất là giống con trai nên mình mới ngại. Thì mình mới đi nghiên cứu để cho bé nữ tính, múa, à, cho nữ tính chút ha. Rồi này kia, rồi mặc đầm, mặc váy rồi cho nữ tính lại. Thì sau này cái năm 3 tuổi mẹ cho vô thử cái lớp múa. Thì vô thử các lớp thì tới lớp múa bụng thì bạn chịu học. Học múa xong bây giờ điệu rồi đó, nhưng mà cái tính năng động vẫn năng động. Bây giờ không chịu mặc quần, là chỉ thích mặc váy thôi. À, thích mặc váy thôi đúng không? Không nhặt quần. Đó. Thôi nhưng mà có nhiều khi á, có cái yếm giống vậy nè mà có quần nó dễ thương một tí thì con chịu. Với lại nó có màu hồng nên là con thích, là con chịu. Chú Lâm thấy con tham gia rất là nhiều chương trình luôn rồi. Vậy cái ý định của mẹ là có muốn hướng bé đến nghệ thuật không? Thực sự luôn là ban đầu là tất cả ba và ông bà nội, ông bà ngoại không ai muốn mẹ cho bé theo nghệ thuật hết. Mẹ thì mẹ cũng không cố tình sắp xếp con theo nghệ thuật nữa. Và chỉ là vô tình gió đưa gió đẩy thì con đi vậy thôi à. Thường á, là mình có con mình hay gửi thi sao nhí này sao nhí nọ vậy đó, mình hay gửi. Thì cái năm đó con 3 tuổi mẹ có tham gia một cái chương trình là Người Mẫu Nhí 2015 đó. Thì bắt đầu thi bạn mới vô top rồi bạn thi năng khiếu rồi này kia, bạn mới đoạt giải làm thí sinh nhỏ tuổi nhất mà tài năng nhất gì đó. Dạ. Rồi bắt đầu từ lúc đó rồi mới xong rồi tới năm 3 tuổi rưỡi là có cái chương trình Bạn Có Thực Tài đó. Là bắt đầu bạn tham gia chương trình Bạn Có Thực Tài rồi bắt đầu từ đó dấn thân vô. 4 tuổi là bạn có thi cái chương trình gọi là Siêu Mẫu Nhí nữa. Là năm 4 tuổi bạn thi Siêu Mẫu Nhí là bạn được quán quân năm đó luôn. Luôn thi cái chuyện thi đó như thế nào không? Cái tiết mục có như thế nào? Tiết mục gì không? Con nhớ lúc đó là con thì
chỉ là múa bụng thôi. Có dòng biểu diễn thời trang, dòng ứng xử, một dòng là bé tự chọn trang phục và tư vấn về cái bộ đồ trang phục của mình. Rồi một cái nữa là gì, năng khiếu. Nhưng mà đến lúc vô như vậy là đi thi thố rồi đi diễn game show gì rồi có mình mẹ ba còn ông bà có ủng hộ không? Có ai đi theo giữ nó phụ nó cho mình không? Tại vì ban đầu thì không ai ủng hộ mẹ hết. Nhưng mà cho đến ngày thấy con giống như là lên họ xem tivi á, mọi người xem tivi thấy thích cười, cứ xe về coi này kia thích thấy dễ thương, nên cuối cùng ông bà nội ông bà ngoại thích. Nhưng mà nhưng mà ông bà nội bà ngoại cũng lớn tuổi rồi nên cũng không ai đi theo được hết, nên mẹ phải bỏ công việc mẹ đi theo con. Bạn thì có nhiều kỷ niệm với mẹ lắm. Có lần là mẹ dẫn bạn đi diễn, thì hôm đó không có ba đi theo, mà diễn tại một cái chung cư đó là rất là đông người. Thì bạn lên đang sân khấu diễn thì mẹ mới đứng dưới mẹ quay phim, mẹ mới nói là khi nào con diễn xong là con xuống, con đứng ngay cái cầu thang ngay cánh gà đó, là con đứng ở đó đợi mẹ để mẹ xuống mẹ đón con. Bạn vừa chào khán giả cái mẹ ốp máy mẹ chạy xuống liền, là mẹ tìm là không thấy bạn đâu. Trời hết ơi. Mẹ tìm không thấy bạn đâu hết, lúc đó là coi như là mẹ là hồn vía bay lên mây hết rồi. Mẹ đứng mẹ la như một người điên vậy á. Ai cũng lại dòm mẹ la tên, mẹ kêu mà ai cũng dòm mình, mà lúc đó mình bất chấp hết rồi. Lúc đó mẹ nghĩ trong đầu là nếu mà không tìm được con là mẹ ra cầu mẹ nhảy luôn. Trời ơi. Chứ bây giờ sao nuôi tới tuổi đó rồi, thương lắm rồi, bây giờ tự nhiên vậy. Mẹ tìm hoài không được, cái kế bên cái chung cư đó, kế bên đó có một cái siêu thị nhỏ. Thì mẹ mới đi vô cái siêu thị đó, mẹ kiếm đại luôn. Mẹ vô, mẹ đứng, mẹ kêu, mẹ đi vòng vòng, mẹ la vậy, Khá Hân ơi, con đâu rồi, đứng la tùm lum, ai cũng dòm hết. Cuối cùng mẹ nghe được một tiếng dạ. Trời ơi. Lúc đó hả, tim muốn hả, bay ra ngoài luôn. Thì cuối cùng là trong cái hôm đó là có một cái chị bạn, chị con của chị cũng đi biểu diễn, thì đi chung vậy đó, là chị cũng quen á. Cái chị muốn dẫn hai bé đi vô siêu thị đó mua quà cho hai bé. Trời ơi. Nói với mẹ. Cái xong mình vô mình nghe con dạ một cái rồi mình trời thoát tim bay ra ngoài. Từ lúc đó tới về sau mẹ kỹ dữ lắm, về kể ba nghe ba la quá trời. Chị bây giờ tham gia nhiều chương trình quá rồi, đi show rồi việc học hành sao, rồi gia đình hiện tại có ủng hộ không? Hiện thì con mới học lớp 2, thì cái việc học hành nó mới từ 2 năm nay thì mới bắt đầu sắp xếp ổn định thôi. Còn trước thì mầm non thì vẫn đi bình thường, không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà cô cũng biết con đi show này kia nọ vậy đó, rồi cái cô hỗ trợ, cô chỉ này kia. Chị mà bé thông minh là năng khiếu vậy là do bẩm sinh hay là có thầy đồ dạy? Chị nói chung á là cái năm mà con 4 tuổi á là mẹ bắt đầu mẹ cho con tham gia game show. Thì sau cái game show đó là mới phát hiện được là bạn có cái khả năng ứng xử, bạn nói chuyện được như vậy. Tại bình thường ở nhà mình không khai thác được cái tài năng của con, mình cũng không biết là bạn có được cái gì. Chương trình đó là có giám khảo là anh Hoài Linh, chị Thanh Hằng, anh Thanh Bạch với lại Quang Lê. Đó thì có bốn vị giám khảo đó. Thì sau cái chương trình đó anh Bạch mới thấy bé Hân dễ thương quá, nên anh Bạch mới nhận Khả Hân làm giống như là học trò vậy. Dạ, học trò thôi, để dẫn Khả Hân đi show này kia nọ đó. Thì cái sau đó anh Bạch cũng hay gọi show cho Khả Hân đi. Con có thần tượng chứ anh Bạch về cái vấn đề gì không? Vấn đề đó chính là ca hát nhảy múa. Cái gì cũng được đúng không? Ngồi. Nhanh nhẹn sân khấu, ứng biến đủ mọi thứ luôn. Rồi về sau con là con nuôi của ba Hứa Minh Đạt. Năm con 5 tuổi thì con tham gia cái game show. Thì cái game show đó là Hứa Minh Đạt với Lâm Vĩ Dạ là huấn luyện viên. Sau cái game show đó tự nhiên cảm thấy là hai gia đình hợp với nhau chơi dễ thương á. Với lại tự nhiên cái Đạt á rất là cảm thấy là có thiện cảm với Khả Hân, cái nhận Khả Hân làm con nuôi. Đó, nên sau cái game đó là năm sau nữa mình mới chơi một cái game khác nữa là cho hai cha con chơi chung đó. Vậy có nào mà con Quang gặp anh Xác Sĩ bánh mì được không? Dạ có. Vậy hả? Rồi con có thường qua nhà ba Hứa Minh Đạt không? Có. Vậy bây giờ chú Lâm điện cho ba Hứa Minh Đạt thử coi, hỏi ba Hứa Minh Đạt coi ba Hứa Minh Đạt có thương con không, rồi có cái gì mà phiền lòng không, được không, dám không? Ok luôn rồi này. Chờ ba Đạt đang làm gì ta? Alo. Ủa em chào anh Hứa Minh Đạt, anh khỏe không vậy? Dạ khỏe. Ai vậy, xíu bánh mì hay xíu mại vậy? Giọng bánh mì. Bánh mì hả? Trời, anh Hứa Minh Đạt, anh nghe mà giọng coi anh biết bà con thân thiết gì không? Nãy giờ có một bé nó nhận là hả con của anh mà không biết phải không? Rồi cái em điện lại em xác minh nha, hai cha con nói chuyện thử cái coi. Alo ba Đạt. Ba đang làm gì vậy? Ủa giờ ba đang làm gì vậy? Ba đang ở nhà với lại bánh mì cho chị.
Con đang làm gì đó Khả ơi? Ba có nhậu không? Ba có nhậu không? Trời ơi, cái này lên sóng mà nhậu không? Có, nhậu quá. Con cũng định nói với ba Đạt cái này nè, là ba con á, bây giờ hai mẹ con đang đi quay. Dạ, ba con đang ở nhà, buồn lắm. Thì với là ba Đạt rủ ba con qua nhậu chơi cho vui. Ba con nhậu yếu lắm, mẹ con có nhậu dữ. Trời ơi, ghê thiệt. Mẹ con có là dân chơi thiệt. Mẹ con không quá trời, không có thân hình giống con luôn á. Cũng đúng. Ba Đạt có thấy con đẹp không? Dạ, cái này đi. Để hỏi anh bánh mì nha, anh bánh mì thấy cả... Thôi khỏi đi. Anh bánh mì nha, là bánh xá xị thấy hả hơn sao? Dạ, thấy lạ. Lạ, thôi con được rồi, đúng rồi đó. Xong rồi đó. Ba có dặn dò gì con không? Ba có dặn dò gì con không? Ba có dặn dò gì con không? Ừ, con nhớ là giữ gìn sức khỏe, đi đâu cũng phải về nhà rửa tay nghe chưa? Dạ, ba cũng vậy nha. Dạ, con cảm ơn ba Đạt nha. Rồi, con Huy vui nha. Dạ, em cảm ơn anh Đạt nhiều. Dạ, gia đình em cảm ơn anh. Con chào ba Đạt. Dạ, mốt em điện. Dạ, mốt em điện điện lại nhanh nha. Tốn tiền quá, hai cha con tâm sự mà không được gì tốn tiền em nhanh nha. Nha. Con ơi, mốt mình điện là mình tự lấy điện thoại mình điện nha. Dạ. Tại vì hai cha con tâm sự lâu quá mà điện thoại chú Lâm hết tiền. Ước gì có ai cho mấy trăm ngàn nạp điện thoại. Con không có tiền đâu nha. Trời ơi, cái tiền ai giữ nè? Con đi show nhiều quá không có tiền. Trời ơi, ngộ đi show mẹ giữ chân hả con? Đi show là mẹ ký hợp đồng xong cái là mẹ cầm tiền lên. Ghê thiệt, có như mẹ giữ hết luôn. Nhưng mà có một lần con được lì xì vào ngày Tết. Rồi. Thì con lì xì cái xong con chắc chắn con sẽ biết là mẹ sẽ ém bao nhiêu lấy của con, nên là mẹ con sao? Lên con lấy cái ống heo của con xuống cái con thấy à ok cái xong con lấy bút chì ghi vô giấy tên của người đó. Có nghĩa là bạn lấy tiền đó bạn lên bạn bỏ ống heo luôn cho xong luôn cho lẹ đi để mẹ khỏi tịch thu. Ghê thiệt. Trời ơi, nó nói nhiều nhất nhà nhất đầu không? Đúng rồi đó, trời mẹ chỉ mệt bạn lắm, là bạn nói suốt ngày, mẹ chạy xe chở bạn ngoài đường, chạy xe mà kẹt xe này kia tùm lum, cái gì cũng nói mà hỏi hoài, cái gì cũng hỏi mẹ sao cô kia mà ngồi xe không vịn vừa té là sao, cái chuyện gì cũng hỏi hết. Có, con có phong, một câu hỏi. Cái nét Xuân Phong này gặp ở đâu rồi nè, thì có số nào đó, Xuân Phong là có rồi, sao con? Con có một cái câu hỏi rất là lạ, đó chính là ông mặt trời với ông mặt trăng ở quận mấy? Hả? Đó, đang mẹ đang chạy xe mà hỏi mẹ, mẹ ông mặt trời ông quật chân ở quận mấy vậy? Nói làm sao mẹ biết được con? Mẹ nói thôi về hỏi ba đi ha, mẹ đang tập trung chạy xe cho mẹ nghỉ ngơi 5 phút đi con. Mẹ xong cái bạn cho nghỉ 5 phút. Cố gắng con dừng phải cố gắng. Mẹ ơi, bây giờ con cho mẹ nghỉ 5 phút nha. Cái xong mẹ nghỉ xong á, cái mẹ trả phút. Lời cho con nha. Nha, nha mẹ. Có bao giờ mà ba mẹ con hay là người khác nói con hay càm ràm, khó tính không, như bà cụ non không? Bạn có một cái tính là bạn khó chịu, bạn hay lằng nhằng, là cái tính này giống ba y chang. Bạn không phải là dữ mà bạn là khó tính và lằng nhằng. Bởi vì một ngày mà mẹ chuẩn bị đồ ăn cho hai cha con không mà mẹ đủ mệt rồi. Mỗi buổi sáng đi học đó, kêu về đi học là khóc nhè và cứ 5 phút. Mẹ ơi cho con 5 phút nữa đi, 5 phút nữa thôi mẹ, năn nỉ mẹ mà 5 phút nữa thôi, ngày nào cũng vậy. Nhưng mà vậy á, cũng có lúc á, mẹ ở nhà với con á, thứ bảy chủ nhật mẹ cũng ngủ nướng. Chừng ai cũng có lỗi của mình hết ha. Mà nè, để mẹ nói cho nghe tật xấu của con. Nói chung là bạn rất là ham ăn, con rất là thích ăn nhưng con không thích ngủ. Con thích rất thích ăn nhưng con không thích ngủ, mỗi lần kêu đi ngủ con là... Con không có căng da bụng trùng da mắt, mà con căng da bụng là chơi tới bến. Chơi tới bến, trời ơi. Là căng là da bụng no là mình chơi tới bến đúng không? Không ngủ. Nè, học cái câu đó ở đâu ra vậy? Căng da bụng trùng da mắt. Cũng... Hả? Ở đâu ra? Chế thôi à, chứ con đâu có học con đâu. Con, nếu như ngày hôm nay tại chương trình này con có một lời gì muốn nói với mẹ, con sẽ nói lời gì với mẹ nè? Con sẽ nói lời là mai mốt
mẹ đừng có giữ với con nữa. Đừng có giữ, nhà mẹ chửi con hả con? Bớt giữ. Mẹ chửi con sao vậy? Trên sóng truyền hình như vậy đó. Cái xong về nhà là lật mặt ra. Trời đất ơi, con tắm xong chưa hả? Trời đất ơi, tắm gì mà lâu quá vậy? Lên lau người, rồi thay đồ, đi ngủ nữa nè. Bây giờ con muốn coi TV không? Thì tắm nhanh nhanh đi lên đi mẹ. Trời ơi, là chữ gì luôn hả con? Vậy mà lên đây thì sao con? Lên đây thì sao? Lên sóng TV thì sao con? Nếu như mà con tắm lâu hơn xíu thì con bước ra cái xong có cái chuyện gì đó nó hoài hoài á, mà con hơi lười lười một tí xíu á, thì cái xong mẹ nói là rồi bây giờ mẹ hành động nè, cái mẹ xách cái cây ra. Trời ơi vậy đó hả con? Vậy mà lên sóng hiền dịu đáng yêu dễ thương đúng không con? Dạ. Rồi, nè, ở nhà chị có hay góp ý cũng như là có những lời với bé không? Và thay mặt chương trình này chị có đôi lời gì muốn nhắn nhủ đến đứa con gái yêu dấu của mình? Nói chung á là hả, bạn là đứa con đầu của mình nên mình cũng đặt nhiều hy vọng ở bạn lắm. Thì con được cái là con tự lập. Con tự lập nên con cũng không có phiền mẹ nhiều. Tự ăn tự hết này kia. Nhưng mà có cái là con muốn sở hữu mẹ riêng. Con muốn sở hữu mẹ riêng là có nghĩa là con không muốn chia sẻ mẹ cho bạn bè hay cho ai hết. Rồi em thì sau này thì sao? Thì đó mẹ bây giờ hiện tại là bây giờ là vậy đó. Nên mẹ chỉ muốn con thay đổi á, là mình dễ chịu chút, nhẹ nhàng chút xíu cho mẹ. Có nghĩa là khi mẹ cũng mua quà cho con mà mua quà cho bạn con. Đó, nhưng mà ý con á là mẹ bạn đó có mẹ bạn đó mua rồi, mẹ không cần phải mua cho bạn đó nữa. Trừ khi là con tự con mua cho bạn đó thì được. Đó, là vậy mà, đó. Mà có nào ganh tị với ba không? Dù nhiều khi mà hai vợ chồng gần gũi có nào mà la ba không? Đúng rồi, có cũng dành ba, cũng dành mẹ với ba luôn. Nói chung là ngày hôm nay hai mẹ con đến đây cũng như là chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cũng như là những kỷ niệm của hai mẹ con. Xin cảm ơn chị cũng như là cảm ơn bé Khả Hân rất là nhiều đã tham gia chương trình.